Thì đã đến với kênh Bờ Lóc Móc Tiêu. Bờ Lóc Móc Tiêu bây giờ đi lao mộ cho cầu Năm Rùa Linh nhé. Mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Ốc Tiêu xin mến chúc cô chú anh chị có một ngày an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha, cũng như là trong công việc của mình lúc nào cũng gặp được nhiều điều may mắn nhé. Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi lao mộ cậu Năm nhé. Mến chúc mọi người có một buổi chiều an lành hạnh phúc nha. Bây giờ mình sẽ đi lao mộ, chúng ta cùng đi lao mộ cậu nhé. Nhà cửa mà có cái gì không?
Chơi. Nè, thấy đồ chơi lâu 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 lâu. Anh thấy đứa chạy này vô nè. Cái đó đi đâu không kêu. Tại biết vô đây mộ một thằng nhóc mà đâu có hai đồng kêu. Nhưng bây giờ anh thấy đảo rồi không biết. Phần góp tiêu vừa la mộ của cầu năm xong nhé. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong ngày không xa.